Xưa nay, chúng ta đã quá quen với chuyện một vị đại gia nào đó dám chi cả chục tỷ đồng để sắm cho mình một món đồ thuộc hàng hiếm, đơn giản chỉ bởi thỏa mãn thú vui tao nhã mà thôi. Thế nhưng, dám bỏ ra 50 tỷ chỉ để sở hữu một con cá thì dường như chỉ có thể là dân chơi chính hiệu. Số 1. Cá koi, 50 tỷ Việt Nam đồng. Nhắc đến cá koi, chắc ai cũng biết đây là một loài cá đắt tiền mà không phải ai cũng có thể mua được, đặc biệt là với số tiền 50 tỷ đồng. Con cá koi đang chiếm sóng mạng xã hội lần này gây chú ý bởi ngoại hình tựa như bằng vàng. Không những thế, nó còn sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối hiếm có. Càng quan sát kỹ, chúng ta lại càng phát hiện được nhiều điểm độc đáo trên con cá koi này, đặc biệt là lớp da màu vàng đồng. Khi nó bơi lội, toàn thân lóng lánh và uyển chuyển tựa như nàng tiên cá trong những câu chuyện cổ tích. Và con cá koi trị giá 50 tỷ này được dân trong ngành coi như một tuyệt tác của tạo hóa. Được coi như là bảo vật sống nên chú cá này chắc hẳn đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều đại gia. Cũng vào năm ngoái, một nữ sưu tập ở Đài Loan vừa mua thành công cá koi với hai màu đỏ trắng tuyệt đẹp, với chiều dài 101cm, với giá 203 triệu yên, tức là gần 42 tỷ đồng. Sau một màn ganh đua trả giá quyết liệt tại trang trại cá Saki, thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Thế nhưng, đa số giới trẻ lại tỏ ra vô cùng thờ ơ, thậm chí là bày tỏ thái độ ném đá trước thú vui tao nhã của những người nhiều tiền. Tuy nhiên, có một câu nói mà mình vẫn luôn tâm đắc rằng: đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền. Số 2. Cá ngừ vây xanh, 70 tỷ đồng. Vào năm 2013, một con cá ngừ vây xanh nặng 221,8 kg đã được bán với giá 1,8 triệu đô la Mỹ, tương đương với 41 tỷ đồng, lập nên kỷ lục thế giới. Đến đầu năm nay, kỷ lục này tiếp tục bị xô đổ bởi một con cá ngừ vây xanh khác nặng 278 kg được ông trùm kinh doanh cá Kiyoshi Kimura, chủ chuỗi nhà hàng sushi Yanmai nổi tiếng ở Nhật Bản, trả giá 3 triệu đô la Mỹ, tương đương với 71 tỷ đồng. Những con số khổng lồ kể trên khiến hầu hết mọi người đều cảm thấy sốc và khó hiểu về số tiền mà người ta chấp nhận bỏ ra chỉ để sở hữu một con cá. Nhất là khi giá của cá ngừ ở chợ hay cá ngừ đóng hộp mà chúng ta thường thấy với cùng khối lượng lại thấp hơn hàng ngàn lần. Vậy thì tại sao cá ngừ vây xanh lại đắt đỏ đến như vậy? Trước hết, chúng ta cần biết rằng loại cá ngừ phổ thông mà chúng ta thường ăn và những con cá triệu đô là hai giống loài hoàn toàn khác nhau. Cụ thể hơn, cá ngừ rẻ thường là giống cá ngừ vây dài. Đây là một loài cá có kích thước nhỏ, phát triển nhanh và sản lượng đánh bắt rất dồi dào. Trong khi đó, chỉ có duy nhất một loài cá ngừ trên thế giới có thể phát triển đến kích cỡ hàng trăm kg, và đó chính là cá ngừ vây xanh. Cá ngừ vây xanh chính là thứ nguyên liệu được các nhà hàng sushi cao cấp nhất sử dụng để làm ra món ăn chứ danh Kuro Maguro, cá ngừ vây xanh sống. Sở dĩ loài cá này được ưa chuộng là bởi khi trưởng thành, đặc biệt là những con có kích thước khủng, sẽ đạt được sự cân bằng hoàn hảo về hương vị. Khi quan sát trên thớ thịt của cá ngừ vây xanh, chúng ta có thể nhìn thấy kết cấu có sự đan xen dày đặc và đồng đều của những đường gân, mỡ, điều không hề có ở các loài cá ngừ khác. Các thương nhân Nhật Bản quan niệm rằng mua cá ngừ vào dịp đầu năm sẽ mang lại may mắn cho người sở hữu, và vận may này còn tỷ lệ thuận theo kích thước của chú cá. Chính vì vậy, phiên đấu giá cá ngừ xanh ở Tsukiji, chợ cá lớn nhất thế giới vào những ngày đầu năm sẽ thường hay xuất hiện những con số kỷ lục nhất. Loài tôm Black King Kong, 23 triệu đồng một con. Đây là loài tôm đắt nhất thế giới bởi chúng cực kỳ hiếm, khó nuôi và yêu cầu các quy trình nuôi cầu kỳ. Không biết điều này có liên quan gì đến con vật to lớn King Kong kia không nhở? Cũng rất là hiếm và khó để nuôi đấy chứ. Rõ ràng là các nhà khoa học trên trái đất cũng thật là vui tính khi đặt tên như vậy. Quay lại với chủ đề chính nào. Mỗi con tôm dài từ 2,5 đến 3cm trung bình, có giá dao động từ 60 đến 100 đô la Mỹ, khoảng 1,2 đến 2,1 triệu đồng. Tuy nhiên, loài tôm này được bán cho một nhà thu mua ở Nhật Bản với giá 1.000 đô la Mỹ một con, tương đương với hơn 20 triệu đồng vào năm 2009. Nhiều nhà khoa học cho rằng loài tôm đen đắt đỏ này đột biến từ một giống tôm có cái tên rất mỹ miều, ong bạch tuyết, Snow White Bees. Loài tôm VIP này được nuôi tại Đài Loan, khoảng 2.000 cá thể. Hiện nay, chúng được một số nước nhân giống, song con non có tỷ lệ sống không cao. Tuy khó nuôi, nhưng không ít đại gia mê chơi sinh vật cảnh sẵn sàng chi tiền triệu để mua chúng. Tôm có màu sắc khá lạ và đẹp mắt,
toàn thân màu đen, có thêm vệt trắng ở bụng, đầu hoặc đuôi. Tôm King Kong chủ yếu ăn tảo, rau bina và thức ăn nuôi tôm chay. Chúng được nuôi trong điều kiện nước có độ pH từ 6 đến 7,5, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Loại tôm này rất nhạy cảm với những thay đổi đột ngột trong môi trường nước, do đó các thông số môi trường sống phải ổn định. Nếu như có thêm nước vào bể, cần để chúng chảy thật chậm, khoảng 1-2 tiếng là tối thiểu, tùy lượng nước. Số 3. Cá đuối nước ngọt Polkadot, 2 tỷ Việt Nam đồng một con. Loài cá đuối nước ngọt này có kích thước không quá lớn như cá đuối nước mặn. Chúng sinh trưởng và phát triển ở các con sông thuộc khu vực châu Mỹ. Do môi trường sống cùng nguồn thức ăn khác tạo nên sự đa dạng cho loài cá này. Cá đuối nước ngọt Polkadot nổi bật hơn với nhiều chấm tròn nhỏ trên cơ thể, trông chúng giống như một cây nấm rất lạ mắt. Không những vậy, chúng còn có một dạng biến đổi gen ở phần đầu phía trước, khiến cho nó có hình chữ U thay vì hình tròn. Một điểm đặc biệt nữa là loài cá này rất khó tồn tại trong tự nhiên, vì nó rất khó để có thể bắt được những con mồi khác là các loài có vỏ với cái đầu đặc biệt của mình. Một chú cá đuối Polkadot khỏe, đẹp, giống tốt thường được đánh giá căn cứ trên vài đặc điểm như sau. Hai mắt dương cao, mắt sáng, có đốm hoa trong mắt, khoảng giữa hai mắt phẳng nhẵn, đốm viền rõ nét, đuôi thẳng không lộ gai cái. Những hoa văn nổi bật cùng dáng bơi uyển chuyển của Polkadot được nhiều người chơi cá cảnh lựa chọn làm thú cưng cho riêng mình. Cá đuối nước ngọt được nuôi khá nhiều ở một số nước như Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan. Giá mỗi con cá đuối nước ngọt Polkadot lên tới 100.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 2 tỷ Việt Nam đồng. Số 4, loài cá sủ vàng, 1 tỷ đồng một con. Cá sủ vàng còn gọi là cá sủ vây vàng, là loài cá lớn, mõm nhọn, miệng rộng, hàm dưới kéo dài đến phía dưới sau hốc mắt, răng khỏe, vây lưng dài. Cá có màu trắng bạc và màu trắng phớt hồng. Phần đầu và lưng có màu xanh xám hoặc xanh sáng, tùy thuộc vào môi trường sinh thái nơi cá sinh sống. Miệng cá có màu vàng nghệ đặc trưng. Đây là loài cá cực kỳ quý hiếm với số lượng vô cùng ít ỏi trong tự nhiên. Ở Việt Nam, có vài trường hợp đánh bắt được và được thương lái trả giá 1 tỷ đồng một con. Con cá sủ vàng đắt nhất được biết đến có giá 8,6 tỷ Việt Nam đồng, từng được một đại gia ở Chiết Giang, Trung Quốc mua về. Lý do khiến cho loài cá này có giá cao đến như vậy, đó là chúng có một loại bong bóng rất đặc biệt. Bong bóng của loài cá này được các nước phát triển sử dụng trong y học như một công cụ rất hữu hiệu. Cụ thể, bong bóng cá sủ vàng chính là nguyên liệu hữu cơ để tạo ra một loại chỉ có khả năng tự hủy sau khi phẫu thuật cho bệnh nhân, không gây tổn thương đối với mô, giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm. Số 5. Cá thiên thần Peppermint, 700 triệu đồng một con. Năm 2012, chỉ có một con cá thiên thần Peppermint được trưng bày cho các khách tham quan. Chú cá này bị bắt bởi một đoàn nghiên cứu đại dương thuộc Viện Smithsonian. Sau đó được trưng bày trong bể cá tại thủy cung Waikiki. Loài cá này nổi bật với các sọc đỏ và trắng. Giá thành của nó cũng rất cao, vào khoảng 30.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn nửa tỷ đồng một con. Bên cạnh vẻ đẹp bắt mắt, thì nguyên nhân khiến cho giá thành của chúng cao như vậy là vì độ hiếm có của nó trên thị trường. Cá thiên thần Peppermint sống ở độ sâu mà các thợ lặn bình thường không thể xuống được, mà cần có những thiết bị chuyên nghiệp. Số 6. Cá Bladefin Basslet, 230 triệu đồng một con. Cá Bladefin Basslet là thành viên nhỏ nhất trong gia đình cá mú Serenidae thuộc bộ cá vược. Chúng là loài cá được ưa chuộng để nuôi làm cảnh. Loài cá này có chiếc vây dài màu trắng muối trên lưng, giống như một chiếc sừng. Đây có lẽ là điểm đặc biệt nhất của cá Bladefin Basslet. Chiếc vây càng dài thì con cá sẽ có giá càng cao. Loài cá này sống chủ yếu ở các dạng san hô nước sâu thuộc vùng biển Caribe và có giá bán 10.000 đô la Mỹ mỗi con, tương đương với khoảng 235 triệu Việt Nam đồng. Loài cá này có kích thước lớn nhất cũng chỉ khoảng 3 đến 4 cm, thường sống trong các dạng san hô ở vùng nước sâu và rất ít khi bơi ra ngoài. Các bạn có suy nghĩ gì? Hãy comment suy nghĩ của bạn xuống phía dưới video này nhé! Nếu bạn thấy video này hay, hãy bấm like để ủng hộ cho Khám Phá Thế Giới! Và đừng quên chia sẻ video này cho thật nhiều người thân, bạn bè để họ cũng có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích giống như bạn! Cuối cùng, nhớ bấm subscribe để đăng ký miễn phí trên channel và theo dõi những video mới nhất!
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.